Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. You could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos días, rayito del sol. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi gồm có anh Vũ Kiểm, chị Bích Loan, Tường Minh. Xin chào hai anh chị. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh và xin kính chào quý khán thính giả của VTV Radio. Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào tái ngộ quý khán thính giả của VTV Radio. Chào chị Bích Loan. Chào bà chủ. Chị Loan em không dám nhìn, chóa mắt quá. Chào bà chủ ạ. Sáng cho tôi cúi mặt xuống chào bà nha. Chói sáng một mặt góc quá. Phòng không dám nhìn. Không dám nhìn thẳng. Anh chói được kiểu anh lắm chuyện lắm luôn quý vị. Mặt được đen á, thì anh nói là sao mà đen thui thùi lùi. Mặt mùa thu thì áo vàng, thì anh bảo là chói mắt. Vàng làm sao mà chói anh? Dạ. Chói vàng khe. Vàng là màu của vua mà. Vàng khe. Vàng là màu của mùa thu chị. Dạ. Vua đi mình nói vậy cho nó sang. Không, chị Loan nhận xét đúng, cái màu vàng này là màu vàng của hoàng gia, cho nên tôi không dám nhìn thẳng bà, phải cung kính. Nô tài xin chào kính nhi bà viễn chủ. Chi. À, gì đó. Nô tài hãy bình thân. Miễn lễ. Chấm miễn lễ. Chị Loan với anh Phụ Kiểm ngày hôm nay có gì vui không? Có chuyện vui là trong lúc chờ bà tới, bà lục đục lấy hoáy lạy quậy cái gì đó, thì hai chị em chúng tôi hỏi ủa bà chủ đâu sao chưa tới hè. Thế thôi à? Đang ở phương nào hè? Thường là người ta đó mà có vắng mặt một người đó chị, đi chơi á, là thí dụ như rút bạn của mình đi chơi đó là mình phải tìm mọi cách, là mình phải thu xếp công chuyện để mình đi chung. Không có được là đi sâu, không có được là không đi. Tại vì nếu mà chị không tham gia thì chị sẽ thành mục tiêu. Nhưng mà đây hai người này nói chuyện vui không hả? Trời mà biết. Có anh Cường làm chứng. Chị có đúng rồi. Biết. Có anh Cường làm chứng. Anh Cường cứ chung luôn. Dám chung nói thôi. Cường cùng một ruột hả? Cùng một ruột. Dạ, chị Loan thì hôm nay có gì vui nè, em thấy chị soạn cả trang rồi chị. Lúc nào ngày thứ tư là cũng phải soạn cả trang như vậy đó. Nhưng mà rất tiếc là hiếm khi nào mà nói được hết cả trang. Thì nãy cái chuyện vui đó là Vũ Kiểm có hỏi chị Loan hôm nay thứ tư là chị hay có những cái đề tài rất là gọi là xoáy á. Hôm nay đề tài của chị là gì? Thì chị hé chúc cho biết. Thấy rồi, đúng rồi. Đề tài này mình phải hợp tác để mình quậy phá bài chủ ha chị? Cố lên anh. Cố lên. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng lên. Cố gắng. Rồi, đề tài hôm nay là mình nói về cái vấn đề sòng phẳng trong tình yêu. Thì á, người ta nói là có nên hay không nên vấn đề mà sòng phẳng trong tình yêu. Thì theo như người ta làm cái một cái theo dõi, một cái thống kê của các bạn trẻ trong cái giai đoạn hiện nay á, trong cái thời kỳ hiện nay thì 80% là các bạn trẻ trong giai đoạn yêu nhau đều muốn là sòng phẳng trong tình yêu. Bởi vì họ nói rằng cái mặt lợi của vấn đề sòng phẳng trong tình yêu á, là không có ai phải nợ ai nhiều quá. Để rủi khi sau này mà nó không đến được với nhau, có chia tay nhau á, thì không có phải mắc nợ nhiều. Chia tay nó cũng dễ. Người đàn ông thì khỏi than là uổng công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò dò lên cây. Còn phụ nữ thì cũng có phải ôm một cái mối đau lòng vì trước đây tôi lo lắng lo cho anh ăn học tới nơi tới chốn, khi anh thành bác sĩ rồi thì anh bỏ tôi, anh lấy người khác. Thì như vậy người ta, các bạn trẻ trong giai đoạn hiện nay là đa phần tới 80% là họ đều
muốn cái vấn đề khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau thì rất là sòng phẳng trong tình yêu, không có ai nhận gì của ai quá nhiều. Thì đó là cái mặt lợi. Nhưng mà bên cạnh nó có cái mặt hại á, khi mà người ta quá sòng phẳng trong tình yêu như vậy á, thì cái tình yêu nó sẽ mất đi cái sự thơ mộng, lãng mạn, cái như là hy sinh đồ này kia trong đó ha. Nó rõ ràng quá. Thì như vậy nó cũng có những cái giống như có một câu chuyện của một cái cô này. Cô nói rằng là khi mà tôi qua bên nhà anh ấy chơi đó, thì tôi mua quà cho ba anh ấy, cho mẹ anh ấy, thậm chí đứa em, đứa cháu anh ấy tôi đều có tặng quà hết. Nhưng mà khi anh ấy qua nhà tôi chơi thì anh ấy chẳng mua cho ai một thứ gì hết. Vài lần tôi nói bóng nói gió nhưng mà ảnh thì ảnh không hiểu, hay là giả vờ không hiểu, hay là cố ý không hiểu. Từ từ cảm quen một năm sau thì cô nói sao anh này như vậy, còn anh này thì vô tình là không biết, hay là không biết, không cố tình không biết. Nhưng mà khi mà sau một năm trời cô này quyết định chia tay với anh này thì anh này hiểu ra lý do, thì anh này lại suy nghĩ rằng cô này như vậy là quá thực dụng trong tình yêu. Thành ra đâm ra anh này cũng cảm thấy chia tay một người như vậy cũng là một cái chuyện hết sức là bình thường, cũng không có gì gọi là đau khổ hay buồn lòng hay rút một cái kinh nghiệm nào đó cho cái kỳ duyên tới. Nên không biết là anh Vũ Kiểm, Tường Minh và quý khán thính giả của Viettv Radio có cái suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề là mình sòng phẳng trong tình yêu, để sau này nếu có chia tay thì nó cũng đỡ vương vấn. Bà chủ đừng nhìn em. Khỏi ai trách móc. Tôi đã bị chóa mắt vì cái màu vàng khè của bà chủ mà nghe đề tài của chị Loan tôi lại bị ù tai rồi. Thành thử ra choáng váng, thưa quý vị. Sòng phẳng ở đây phải định nghĩa sòng phẳng như thế nào đối với bọn trẻ phải không? Tức là có qua có lại về vật chất. Dạ đúng rồi. Tôi expect em tặng tôi một món quà thì tôi mới tặng lại. Tức là không ai nợ ai hết. Ví dụ vậy. Của cả hai người nam và nữ đang yêu nhau vì cái gọi là cái suy nghĩ của bọn trẻ ở Mỹ bây giờ đó. Ở Việt nó Nam bây vậy. Giờ hoặc là Việt họ Nam cũng thì vậy, okay rồi. Họ cũng bỏ không cái có yếu tố muốn đó là ra. Rồi. Tức là bọn trẻ bây giờ nó có suy nghĩ là sòng phẳng. Trong tình yêu. Trong tình trường. Trong vật chất. Ok. Là có đi có lại, có qua có lại. Ví dụ như đi ăn bữa này anh trả tiền thì bữa sau cô đó trả tiền. Không có, hoặc là share ra half half. Thế thì định nghĩa tình yêu là gì? Thì hiểu rồi, mình không có đi vào chi tiết cái chuyện sòng phẳng half half ấy thì đó. Tức là bây giờ vắn tắt. Bánh ích đi bánh quy lại. Thì mới là tình yêu thời này. Đúng không? Tôi chống. Cái đó nó không còn là tình yêu hết. Tình yêu là cái gì phải bảo bọc cho nhau, nó cao quý là hy sinh không? Đó. Có cái hy sinh hy trong sinh, đó. Đúng rồi. Bà chủ nhìn cái mặt cưng cưng, tôi nghĩ chắc bà thích là kiểu mà bánh ích đi bánh quy lại rồi. No, cái này ngu sao mà chọn mới đi quá đi. Tức là bà cù phê tôi hôm nay sao? Sao tự nhiên? Bây giờ hãy bây để giờ cho đó, người khác em, lo đúng không? Em cũng muốn chống anh lắm nhưng mà mình ngu sao? Mình để cho người ta bảo bọc cho, mình không sướng. Đúng. Bữa nay cho Lâm hỏi anh Kiểm nè, hãy để cho người khác lo là ai lo? Là người đàn ông lo. Người đàn ông lo. Nguyên tắc của tình yêu, nguyên tắc của cái quan niệm sống nó là như vậy. Cho nên người ta nói là gái khôn tìm chồng á, là phải biết tìm những cái người đàn ông như vậy. Thứ nhất là thực tế, nếu mà nói về khía cạnh thực tế xã hội Mỹ, phải có khả năng tài chính. Có công ăn việc làm vững chắc mới bảo bọc được cho mình. Một cái đơn vị gia đình nhỏ sau này có lập gia đình. Giữa hai người thôi, chưa kể là có con. Cho nên bây giờ đi tìm một cái anh mà coi như là khố rách áo ôm, đời nào nó có tiền mà nó mời đi ăn một cái nhà hàng mà nổi tiếng ở đây. Làm sao có tiền đủ? Có tiền mà cũng đòi sòng phẳng. Nhưng mà nếu mà tình yêu như vậy thì nó tính toán quá rồi anh Vũ Kiểm. Không, nếu cái mà đó mình không tính, có tính người ta nghèo quá thì mình không thương ta vậy, tính hôn, tính ôi dữ trời hôn. Nếu mà cái cô đó cô nghĩ được như vậy thì còn nói gì nữa? Còn chị, nói gì nữa? Chị ơi, bây giờ còn cái một túp liều tranh hai quả thêm vàng no hay way, không? Không, chuyện đó không phải đâu. No. Bây giờ không nghèo có quá không lo được cho gia đình, chị dám nhà vô chị lấy hôn. Không phải đúng. Một không, không mấy bạn, mấy bạn nào không phải. Không phải một túp liều tranh hai quả tim vàng, nhưng mà là cái sự sòng phẳng. Dù giờ khi hai đứa đang quen nhau, đang yêu nhau, anh ấy không có được khá, không được giàu lắm. Cô này thì cũng vậy. Thì mình một bữa ăn này cô trả, một bữa ăn này ảnh trả, như vậy cho đỡ. Chứ bây giờ cứ
dựa vô depends on cái người đàn không ông ngoài có dựa, thì cũng tội nghiệp người ta quá. Hiểu. Nhưng mà cái policy nó đã là như vậy, phải là như vậy. Tôi thí dụ đó, hai bạn sinh viên yêu nhau trong sân trường. Đúng rồi. Chưa có ăn việc làm gì hết. Đúng chưa? Dạ. Nhưng tối thiểu cũng có một cái lợi tức nào đó nếu đi làm part time cũng được, hoặc là có credit xin mượn được một cái credit card. Đúng chưa? Thì những anh sinh viên, những chàng trai coi như là tuấn chàng trai nước Việt ưu tú đó, hãy thể hiện mình là đàn ông. Mình phải báo trước cái đã. Chứ đừng có em, tuần trước anh mời em rồi, bây giờ tuần này tới du nha. Nó quý lắm. Không, nếu mà đặt vấn đề như vậy thì nó sống sượng quá rồi. Nó phải đi từ cái sống sượng. Lâm nghĩ là các bạn trẻ khi mà người ta làm cái số liệu thống kê 80% là ý họ nói rằng người phụ nữ cũng nên biết nghĩ cho cái người đàn ông một tí. Tức là bây giờ hai bạn đều là cùng là sinh viên, đều chưa có công ăn việc làm hết. Okay. Thì khi này anh này ảnh trả bữa này thì cái bữa sau mình cũng nên share hoặc là trả đi đặng cho đỡ bớt cho thì họ. Không nói làm gì. Thế giờ, chứ đừng có mà trời ơi, bữa nay tôi trả ngày lần trước em phải trả đó nha. Trời ơi, nói vậy thì nó còn gì là nữa là đó tình là yêu. Sòng phẳng đó, đó chị. Tình yêu là quen, sòng phẳng đó. Chị quen mấy anh chàng Mỹ coi đi ra ăn là flip... xé cái hóa đơn đàng hoàng chứ chia ra một người một nửa thì đó là miếng. Nhưng mà nếu mà như là vậy, nhưng mà như vậy thì cái hệ quả của những cái cuộc tình mà sòng phẳng như vậy đó thì cuối cùng họ có đến được với nhau không Tường Minh? Được, vẫn đến được. Thì họ vẫn đến được. Vẫn đến được. Nhưng mà nó không còn cái gì, nó không có quá thực tế. Nó yếu cái sự thơ mộng lãng mạn. Đúng rồi, không? Nó quá thực tế đưa đến cái gọi là thực tế phũ phàng. Tôi không expect em phải mời tôi lại mỗi lần tôi mời em. Nhưng 10 lần tôi mời em là cái người có suy nghĩ. Em cũng phải thể hiện cái sự trân quý bằng cái tình yêu, bằng chứng tình yêu của em dành cho anh một lần thôi cũng được. Tôi có thể có khả năng mời đi ăn một cái miếng steak. Nhưng em chỉ cần mời tôi một cái hamburger ở McDonald's thôi cũng được. Xong chưa? Rồi. Đến em nhé. Vụ này đó là mình thấy á, là đã cho đi rồi ấy, thì đừng nói em anh cho em 10 lần rồi mà sao em chưa cho anh lần nào. Nếu đã cho đi mà kêu là đã đó gọi là không tính toán thì là không tính toán hẳn luôn. Đúng. Cô này cổ muốn mời hay là cổ muốn trả hay cổ muốn mua quà cho gia đình, kể cả cái chuyện mà cái chị mà hồi lúc nãy á, là mua quà cho mẹ, cho em, cho chú, cho bác cái nhà anh đó, mua đã gọi là tặng rồi thì tặng rồi thì quên luôn đi. Nhưng là tặng sao, ủa sao mình cái gì mình cũng tặng cho người ta hết mà người ta không tặng ngược lại cho gia đình của mình, thì cái đó mới gọi là tính toán. Còn nếu mình đã tặng rồi thì xong luôn đi, cho vì xong vậy cái mình phần mới đó nói luôn là đi. Cái mặt trái của cái vấn đề mà nó quá sòng phẳng á, là như vậy. Trong cái tình yêu mà mình tính toán quá thì nó mất đi cái thơ mộng lãng mạn của nó, thành ra bởi vậy mình mới hỏi ý kiến. Còn như anh Kiểm á, anh ta Tường Minh 10 lần đúng không? Thì 10 lần đó coi như là không đi, coi như là nó qua rồi. Còn nói tôi bao bả 10 lần rồi, bả chưa mời tôi lần nào hết. Không phải nha, cái này khác rồi nha. Cái vấn đề mình đang đặt ra là trong tình yêu nha. Thì mình phải vô. Còn no, không được. Tường Minh ví dụ này không đúng. Còn đối giữa anh Vũ Kiểm với Tường Minh là cái quan hệ đồng nghiệp với nhau, thì người ta nói là có qua có lại mới tỏi lòng nhau. Tường Minh không thể nào người ta bao Tường Minh 10 lần mà Tường Minh không bao lại lần nào. Coi không được. Thì Lan cứ để cho bài chủ. Tôi muốn bao bài chủ lắm á. Bao thì là nhưng mà bao chắc là bao phải đi. Lấy cái bao bố. Bao rồi mà còn đếm coi là bao nhiêu lần bao rồi. Bao cái đó là phải bước qua xác chết của một người. Ông Hoàng. Ông Hoàng, bà Hoàng. Mình á, là mình quyết định mời một người ai đó đi ăn, hay là mình muốn tặng quà cho gia đình chồng hay là em chồng, chị chồng, anh chồng, má chồng gì đó đại khái, thì coi như là cái phần đó là quà là tặng đi, tặng rồi thôi đi, quên đi. Thế ngồi đó suy nghĩ tôi tặng hết nhiều đó, năm nay bên kia chưa tặng lại cho mình gì hết, chán quá. Để quý khán thính giả có ý kiến như đúng rồi, rồi chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vào nha, 7139311560. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Alo. Chuyện đi về dạ rồi. Alo, phải tôi không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng tôi. À dạ. Xin chào quý vị trên đài.
Chào cô. Dạ, quý anh cô là gì? Mình muốn xin góp ý kiến nói về chị Loan ra đưa đề tài là tình yêu nên sòng phẳng hay không sòng phẳng. Nói về tình yêu á, mà nếu nói về sòng phẳng thì nó nghe đâu còn không phải là tình yêu nữa đâu. Dạ. Còn nếu mà đã một thật sự mà người ta yêu mình thì người ta không tính toán. Và cái người yêu thì hay tính toán. Mà ví dụ như là bây giờ á, đàn ông thì đương nhiên đàn ông từ Mỹ hay tới Việt Nam lúc nào cũng ga lăng hơn đương nhiên là đi ăn vẫn rẻ đó. Bây giờ lúc nào người ta cũng là người đàn ông mà, người ta cũng phải chi trả trước hết. Nhưng đôi khi người xâm tham, người phụ nữ chi ra trả, đó là cái tình yêu giữa hai người. Còn như sợ thua thiệt mà tính công bằng thì còn tình yêu gì, thôi thì đừng yêu đi. Đáng yêu mà sợ tính là mới mốt mà mình chia tay cái mình lỗ nữa. Lần nào tới chia tay hả hay. Đã chấp nhận yêu người ta, được trai hay gái gì, một khi người ta yêu rồi người ta không có tính gì chứ. Mà nhất là đàn ông, người đàn ông bản lĩnh, người đàn ông không có người nào dùng tiền không tiền người ta cũng thấy ga lăng chi trả cho người phụ nữ trước hết trơn. Phải không? Cảm ơn không chị. Không có đâu chị ơi. Từ đó gặp là lý do tại sao mà body. Chúng tôi được gọi là người đàn ông. Còn không xin lỗi đi. Cảm ơn chị nhiều chị. Có đâu chị. Toán cỡ nào đi nữa cũng phải có ga lăng một hai lần, nó keo cỡ nào đi nữa cũng phải ga lăng. Có đâu chị, có nhiều người keo sức ra đó chị. Mà đi đâu vào tình yêu thì mình dò xét được người ta, mình quan hệ, mình gần gũi người ta, mình đi chơi đi ăn uống người ta, rồi mình sẽ dò xét được cái người đó bản tánh như thế nào. Nó sẽ lâu ngày mình mới gần người mình mới biết được cái bản tánh đó, chưa bà lựa chọn. Được yêu thương nha, để lựa chọn. Đó là vậy. Chứ còn tính toán thực dụng quá anh, nó lạc lẽo, nó kỳ cục lắm. Mỹ âm Mỹ như Mỹ vô tao mày chia đôi chuyện chia ta ở đây Việt Nam mình đi mà còn chia đôi nữa là thôi nghỉ chơi cho rồi. Ông mà như vậy nó tính quá hả, không có mua được con rể nào đâu. Cô rất là có kinh nghiệm. Nhưng mà Tường mới nói cho cô nghe nha, đó là cô hơi đánh giá cao đàn ông đó. Chứ ở đời mình thấy cũng có nhiều ông lắm. Cũng ngồi im đó. Ngồi im thinh thít luôn á. Thì cuối cùng giống như cô nói đó, không có cua được con ghệ nào đâu, mất ghệ. Ngồi im quá là mất ghệ. Chứ không có phải là anh nào cũng đứng lên là ga lăng để anh trả cho đâu. Đời cũng có này có kia, cũng có nạt có mỡ, chứ không phải được nạt thoại. Không có gì tuyệt đối hết, nhưng mà số nhỏ. Chứ đâu những ông trùm sò đó là số nhỏ. Đề tài của chị Loan đưa ra trong ngày thứ tư này là quý vị có nên sòng phẳng rạch ròi về tài chánh trong tình yêu hay không? Mời một khán giả trên đường dây. Alo. Không nghe được rồi. Dạ, xin chào. Alo. Dạ. Dạ. Hello chị. Dạ, chào anh. Chào anh. Tôi thấy trên đây bất động sản đó chị. Tôi tên là Vũ Phương đó. Dạ, rồi sao anh? Giống như là tôi đang ở Mỹ mà giống như là tôi muốn mua nhà để cho cái công ty chị quản lý thuê lại. Lộn rồi, đây là chương trình cà phê sáng. Anh gọi vô đài chương trình cà phê sáng rồi anh nhé. Dạ, xin chào anh, mời một khán giả tiếp theo. Dạ, tôi ha, có phải tôi không? Dạ, đúng rồi, đấy, đúng rồi đấy. Dạ, tôi xin chào, tôi tên Nguyên. Trước tiên tôi xin chào quý vị ở trên buổi sáng, và để cho cái câu chuyện hôm nay nó có phần hấp dẫn thì tôi xin yêu cầu ông Vũ Kiểm là một nhà nghệ sĩ hãy đờn và hát cái bản mà anh còn nợ em. sau đó chúng ta tôi sẽ bàn tiếp cái vấn đề này. Ở trong bài đó không có nợ tiền anh. Nợ nụ hôn vội vàng nắng tắt qua thềm đồ này nọ thôi. Công viên cái nợ rất là tình tứ và lãng mạn chứ không có sòng phẳng giống như là mấy cái bọn trẻ bây giờ đâu anh ơi. Mời anh. Bây giờ tôi nói thế này, tôi cũng khá lớn tuổi rồi, mình xét về cái tự nhiên thôi. Thường thường đó, tình yêu đó là cái người đàn ông đó là chủ động,
bị chinh phục, cái giống bực đi giống đi luôn luôn là chinh phục. Đó, để quan sát trong cái anh chị quan sát trong cái sân gà Việt đi, cái con gà trống đó mà nó tới mà nó ve cái con gà mái đó, thì nó dốc những cái hạt lúa và là những hạt bắp, nó tới nó bỏ gần cái mỏ của cô gà mái đó để nó làm quen. Rồi chúng ta xem những cái phim ở trong về súc vật hoang dã đó, một con sư tử bực muốn làm quen với con sư tử cái cái gì phải bắt một con mồi, nó tới nó làm quen với con sư tử cái. Thì theo tôi nghĩ đó là một cái sự rất là tự nhiên, rất là thiên nhiên của tạo hóa tạo ra cho cái sự sinh tồn của muôn vật, ngay cả con người cũng vậy nữa. Thì mình nói về tình yêu, một cái người nam muốn quen với một người nữ phải tìm mọi cách phải chinh phục, để mà chinh phục người nữ bằng cái gì? Bằng tài năng, bằng đủ thứ hết. Dạ. Và tiền tài đó. Ông ông tỷ phú mà tốn bạc tỷ mới chinh phục được một người đẹp, thấy không? Ông hoàng kiều đó, ông phải bỏ bao nhiêu tiền để ông được một cái người đẹp chân dài, thấy không? Thành ra nói về tình yêu đó là luôn luôn phái nam muốn được cái người đẹp của mình là phải chi thôi. Phải hào phóng, đúng, là phải chi, dạ, phải hào phóng. Con sư tử cái, con sư tử đực thì đi săn mồi đem tới cho sư tử cái không? Dạ, cỡ như chị Loan thì ông xã chỉ cần mua cái nhà, cái xe đem tới để trước mặt thôi. Dạ, được rồi. Trời. Nếu mà anh chàng cái nào chuyện mà mình không nói chuyện ta nha. Mà không chuyện chi mà chùm sò là không, không có chơi với mình cha đó nữa. Dạ, chùm chính sò, xác. Chùm sò nhiều ý kiến đó thôi. Dạ, vâng. Xin cảm ơn quý vị. Dạ. Nói chứ không phải là chỉ có nam chị. Nếu mà nói là tính toán mà sòng phẳng đó, người nữ cũng có nhiều người họ cũng đòi sòng phẳng. Chứ không phải là nam mà sòng phẳng, giống như cái chuyện chị kể. Cô này quà cáp qua để lấy lòng gia đình chồng, rồi vài bữa nó nói chứ sao tôi quà hoài mà anh không quà cho tôi. Thấy không? Người nữ cũng đòi sòng phẳng. Thì không biết là quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Em thấy cái đó nó hơi sao đó, nghe nó sai sai sao. Loan thì Loan nghĩ là cái chuyện mà cô này cô đòi đây không phải là cô tính toán về những cái quà cáp, nhưng mà cô cảm thấy anh này như vậy, cô cảm thấy là anh này có quá cheap không? Nếu mà gần một cái người mà sau này mình gắn bó mà cái người mà người ta cheap quá như vậy, cái đó người ta kêu là không biết điều á, thì như vậy thì có thể là cái cuộc sống sau này nó sẽ có nhiều cái nó không có thuận lợi cho hai người chẳng hạn. Cho tôi hỏi một cái chi tiết này quan trọng trước khi mà tôi có thêm cái ý kiến về cái câu chuyện của nhân vật chính trong cái đề tài ngày hôm nay. Đã thành gia thất chưa? Dạ chứ, đây là mình đang nói vấn đề là sòng phẳng trong tình yêu thôi. Rồi, tìm hiểu sòng nhau phẳng thôi. Trong tình yêu, tức là chưa lập gia đình, trong giai đoạn coi như là đang tìm hiểu. Tìm hiểu nhau. Thì cái này tôi chúc mừng cho cái người đàn ông trong cái nhân vật trong cái câu chuyện này. Anh chàng đó có thế. Và thấy rõ cái hành động của cô này là mua chuộc. Ngược lại với lại cái điều mà như chú vừa rồi nói, cái đó là cái hào phóng của người đàn ông. Người đàn ông cần phải có. Để mà có được cái đắc nhân tâm, thu phục cái tình cảm của phái nữ. Loài vật họ cũng vậy, trong thiên nhiên như chú vừa phân tích rất rõ, tôi không lặp lại. Nhưng thấy rõ trong trường hợp này, cái vai nữ trong câu chuyện chính của chị đó là đang cầu cạnh ông, cho nên mới bỏ tiền ra mua chuộc gia đình của cái người đàn ông này. Sau này vẫn thấy, ủa, sao nó cứ đơ ra vậy? Mình tốn cũng ngần ấy tiền, tôi không dám nói bao nhiêu, mà sao không thấy bánh ít đi mà không thấy bánh quy lại. Anh này anh ngon mà, đang sáu bánh mà. Có cần tôi cô tặng thì tôi lấy thôi chứ, đúng không? Tại sao giờ bắt phải lại đưa ra cái quy luật là anh tự nhiên cô vác quà tới tặng cho gia đình người tôi. Người ta phải tặng lại cho mình. Không thích. Sao mình dùng cái từ mua chuộc này lắm thấy nó sao mua chuộc tình cảm rõ ràng. Rõ ràng. Không phải. Thí dụ như bây giờ khi nếu mà đã là vợ chồng thì Vũ Kiểm không nói. Không nói tình yêu thôi. Khi mà người ta, thí dụ như bây giờ anh Vũ Kiểm lần đầu tiên tới bên nhà của một cái người bạn gái của mình, đang thương nhau, đang tìm hiểu nhau, thì khi mà tới nhà thì mình cũng mua một cái món quà gì đó không phải là đắt
tiền hay là cái gì để lấy lòng hay để mua chuộc, nhưng mà cái đó là một nếu cái là tôi chỉ là lấy lòng một cái bút kê bình bông thôi, phong tục rất tốt da yeah, yes. Một cái bình bông thôi, một bó hoa thì, bó hoa đâu bao nhiêu tiền thôi, nhưng mà phải qua luôn đi, bó hoa đâu bao nhiêu tiền thì dễ thương à. Nếu như là đó không có là vật chất, nó là một cái món quà, một cái đó hoa, một cái bó hoa nhẹ nhàng thôi thì đã biếu cho để gây cái tình cảm. Rõ ràng cái này là có cái sự để gây tình cảm, để cho cha người mẹ anh chị là mình biết suy nghĩ, tỏ ra là mình nice. Yes, rõ ra là trời nhưng mà nice cái đó cũng dễ thương mà, thì đâu dễ có thương gì thì đâu vậy là... thì cho qua luôn đi chứ, tại sao mà cậu nói ủa sao tôi đi tặng cái không dễ thương là cái cách ngược lại đó. Đúng nếu rồi. Như mà she là người nice, cái tính của she sợ lỡ như vậy thì she tặng bó hoa, she tặng một bịch kẹo hay gì thí dụ thì là nó xong rồi. Là cái chuyện đó là cái chuyện để giao tiếp với nhau nó qua luôn, chứ nếu mà gây ngược quay ngược lại nó chứ sao tôi tặng nhiều quá, tôi biết điều như vậy tại tôi vì, Minh không thấy cái đó. Hay Minh, quá hai chị vì, em bạn gái tranh nhau, tại vì Tường Minh đang nhìn nhận cái vấn đề trên một cái khía cạnh khác, còn cô này á trong cái suy nghĩ của cổ á, Lân đọc trên cái bài viết của cổ ở trên trang mạng xã hội, cô này trong cái suy nghĩ của cổ là cái đó là một cái lễ nghi, một cái phép tắc mà mỗi một con người như vậy khi lớn lên đều được cái giáo dục và cái xã hội nó dạy cho mình như vậy. Khi mà mình tới nhà một cái người thân của mình hay người yêu của mình thì là mình phải có những cái mang một cái miếng món gì đó cho vui nó này kia, nhưng mà cứ quen nhau đã một năm trời rồi, cô cũng có nhiều lần gọi là nói anh này không phải là trên cái khía cạnh tính toán, mà người ta có nói cái câu là giàu nhờ bạn sang nhờ vợ. Mình người vợ là cái người phụ nữ hướng dẫn người này có những cái phép tắc, những cái xã giao để cho người lớn cảm thấy đây là một cái người biết suy nghĩ, thì anh này cố tình không có hiểu không, thì cô, có những người không có hình thấy, thức chị cô có những người họ không có hình Lân thức không như nghĩ vậy. Đó là hình thức mà Lân nghĩ đó là những cái phép tắc xã giao nên có. Chị có thể chị là một người phụ nữ thích hình thức, thích như vậy, nhưng mà vậy có những không người gọi là hình thức. Họ có những người họ không có thích làm những cái hình thức này, họ có thể họ tới họ cắt cỏ cho nhà chị, họ có thể họ tới họ làm gì đó, nhưng mà họ không có muốn tôi tỉ mỉ đi ra lựa một cái thiệp hay là lựa một cái gì. Anyway, Tường Minh đâu có nhất thiết là phải là tặng một tấm thiệp, một cái gì hình thức. Cắt cỏ cũng là một cái gước. Thì đó, thì thí dụ người ta tới, người ta sáng tạo hơn, người ta làm việc. Nên Tường Minh đang nhìn nhận vấn đề ở một cái khía cạnh hết sức là tương đối. Mình phải nhìn toàn diện hết luôn, chứ giờ Tường Minh chỉ thấy cho bó hoa là hình thức, nhưng mà cắt cỏ thì là sẽ gước hơn. Không có được. Em không mỗi nói, cái nhưng đều... em nói là mỗi người có một tính. Nghĩa là cái cô này là thích kiểu như là... Không phải, cô này không phải thích như vậy, nhưng mà anh này hoàn toàn không có gì. Ông không, ảnh không có cả cắt cỏ mời như Tường Minh gọi vào đóng góp thêm không phải tại mình sẽ phân tích ra để cho tới đây Lân rất hiểu, nhưng mà mình nhìn nhận cái gì mình nên đứng trên mọi cái khía cạnh, chứ chỉ có mình mỗi, nhìn mỗi mình người coi, một cách quan tâm tới người khác là khác nhau, nhưng mà ít nhất cũng phải có một cách. Còn này không có cái gì thì hết thôi bỏ anh đi. Dạ thì dễ mà tệ quá, ảnh không có cái gì hết, ảnh chỉ có ngồi hưởng thụ thôi. Đúng, cổ đã bỏ đó, sau một năm hai người chia tay nhau rồi. Yeah. Cái vấn đề là mình nói với chị Loan để cho nó ra cái vấn đề. Yeah. Thí dụ như mà ảnh quan tâm tới nhà cô này bằng những cái hình thức khác, giúp đỡ đúng. Về công sức hay là sắm đúng. Tà áo lên làm việc đúng. Thì đó ok. Còn đúng. Nếu như cái anh này là chỉ có lười, không có giúp, cũng không quà không cáp, thì cái chuyện cổ bỏ không có gì để nói hết đó. Không có gì để cãi hết đó. Dạ, mời một thính giả cho chị nghe. Là một ví dụ thôi. Alo. Dạ, xin chào. Alo. Dạ. Yeah. À, xin chào Cà Phê Sáng, xin chào cô Loan, xin chào Tường Minh, xin chào anh Kiểm, Hai Lúa nè. Chào anh Hai Lúa. Cái quán Cà Phê Sáng hôm nay bài thi dễ quá, đối với tôi quá dễ luôn, đó giờ mình giống nha. Dạ. Dạ. Bây giờ mình nói cái chuyện tình của mình, cuộc đời của mình thôi, còn người khác thì mình lắng nghe. Bây giờ chuyện tình của mình đó, từ lúc nghèo sống ở vùng quê năm trước, năm sau, năm 75 nghèo, chết lâu nghèo không có cơm ăn đó. Và cũng có quen với bạn gái. Từ lúc quen với bạn gái, bản lãnh của mình hay là tánh tình của mình là không bao giờ để cho một người bạn gái của mình trả bất cứ một cái gì. Đó là nghèo, ví dụ nghèo chết đi nhà ăn cắp lúa, bán để đi chơi với bạn gái, hay đi mua đồ cho bạn gái, hay đi bao bạn gái, ăn cắp lúa nhà, vẫn vui vẻ, vẫn làm chuyện đó, tình nguyện lớn vấn đề đó. Là không muốn để cho bạn gái mình chi một thứ gì hết. Đó là cái điều thứ nhất. Nhưng mà cho đến một ngày nào đó thì cái cô bạn gái đó mình quen cả năm rồi, thì cô bạn gái đó cầm tiền nhét vô tay
mà thẳng mình không lấy nói chuyện gì nó thì để mình có mình thì xài chung đi, anh em cũng đậu xe em đi, mình không chịu nhập cô bạn gái nó khóc, tôi nói thì nói, nếu như vậy thì anh đâu có thương em đâu. Ờ, nếu mà thương em thì nếu mà anh giàu có, anh có vàng có bạc đi thì em không nói gì, thì bây giờ thôi kệ đi. Rồi đó thì cái đó là một mối tình nghèo thôi. Cho đến một ngày nào thành vợ thành chồng đi qua tới bên Mỹ này, lúc nghèo mình cũng vẫn lo chu toàn giống như vậy. Cho đến khi thành vợ thành chồng, kinh nghiệm xương máu mình hiện bây giờ, kinh nghiệm mình đã thấy là không bao giờ tôi trả tiền cho bà xã. Không bao giờ. Đúng rồi, anh đâu không có còn tiền nữa đâu, bà giữ hết trời. Rồi lấy đâu nữa mà trả. Đó, tại vì bà giữ hết trời rồi chị á. Là 20 bà xấu hết rồi, đi đâu là bà vợ trả hết đi, ngu sao trả. Dạ, bây giờ đi vô tiệm ăn mà thấy cái người phụ nữ đứng lên trả tiền là biết là cái đó là vợ chồng rồi. Đã tính nói vậy đó. Vô tiệm ăn hai vợ chồng mới nhìn cái với nhau, giờ bồ hay là vợ chồng dễ hơn. Vợ chồng là người phụ nữ đứng ra trả, còn bồ bịch thì chắc là người đàn ông đứng dậy trả. Nhưng mà mình không hiểu được vấn đề cái giới trẻ ở Mỹ này, còn cái người giàu á, người giàu thì dễ biết quá mà không còn lo chuyện đó. Quất cái xe hay quất cái tàu á là mấy chục triệu không, là vấn đề đó nó qua một bên rồi, nó là thành phần giàu rồi. Còn mà con cái của mình á, đời con của mình á thì hỏi là con có bồ vậy rồi con đi ăn đi uống như vậy thì làm sao. Nói thì tiền ai lấy trả, nói trời vậy là bồ người ta không phải đâu ba, đông quá mà đâu có trả, Mỹ không có đâu. Hay là tiêu qua đơn đứa nào đứa nó trả. Còn nếu mà cho nó đồ á thì chuyện khác, thì mình đi mua mình cho. Chứ còn mà đi ăn đi uống đồ á thì mạnh đứa nào nó dành trả bill à. Đứa nào ăn thì nó kêu đứa đó. Đó thì ra bài thi của mình đi trả lời vậy thôi, chỉ có bao nhiêu thôi. Bây giờ tiếp tục lắng nghe ý kiến những người khác, chứ không tự mà nói. Đàn ông để đàn bà trả tiền hay là bạn gái trả tiền á, thành phần đó là vứt đi rồi chị, không được đâu. Vứt đi rồi à? Mình thấy mình chưa từng gặp cái nghèo quá, không có tiền thì phải chịu thôi. Dạ. Không có đâu, mình nghèo phải đi bán lúa, cắp lúa nhà bán để đi bao bạn gái. Trời ơi, dạ. Không nên nha. Dạ rồi. Không bao nhiêu thôi, cảm ơn nha. Hai đứa chào anh chị. Dạ chào anh, mời một thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo. Dạ. Alo. Dạ xin chào. Dạ phải tôi không ạ? Dạ đúng dạ, rồi. Phải. Dạ phải tôi không ạ? Dạ phải thưa bác, mời bác. Alo. Tự nhiên. Dạ. Dạ tôi là Ánh Hoa đây ạ. Dạ. Cũng là khán giả của quý vị. Cho tôi biết cái đề tài này. Tôi có một người bạn. Mà người bạn đó rất là oai. Mà chưa phải là tướng nhưng mà là tá. Thì ông này lúc nào cấp chạy phần trăm 100% hoài. Thì bà vợ ở nhà tin tưởng ông chồng, lúc nào khóc thì chồng sao mà chẳng bao giờ ở nhà, lâu lâu ở nhà một lần, còn toàn là công chạy 100% đâu. Đến cái lúc bà khóc phá ra thì con bà lớn và con bà nhỏ bằng tuổi nhau. Bà nhỏ đó thì 6 đứa con riêng, 6 đứa con của ông, mà bà lớn có 3 đứa rồi. Đến lúc bà lớn bà biết bà tức quá, bà ấy bảo chứ tôi nói cho ông biết đây là 100% của ông đây phải không, nhưng mà 100% của ông đây thì ông trả lời cho tôi đi, tôi ở nhà tôi lo đủ thứ chuyện công việc, tôi đâu có xấu. Mà mỗi một lần quanh năm ông tắt tôi lâu lâu đi có một lần, mà toàn là 100% câu. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị là cái ông đó 100% không có đúng ông ạ, hay là cứ trách nhạy người đàn bà là không có để ý cái chồng. Nhưng mà thực ra không phải là bà không để ý, bà là một người thưa bác như vậy nè bác. Cái đề tài đó nó hoàn toàn khác với đề tài mà chương trình đang làm. Sẽ lưu ý và sẽ trở lại đề tài của bác vừa mới nêu trong cái câu chuyện của bác vừa rồi, thì nó rộng đường dư luận và nó dễ góp ý hơn. Vậy bác nhá. Dạ vâng, dạ yeah. Kính chào bác. Dạ. Dạ, xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Alo, phải tôi không? Dạ, đúng rồi. Dạ, tôi tên Minh. Dạ. Chào anh chị trên đài, ok. Là dạ. Tôi có cái suy nghĩ của tôi, riêng tư của tôi thôi. Tôi thấy là giống như là
là những người mà đàn ông hay đàn bà cũng vậy đó, mình muốn tặng hay là không tặng gì đó, ok, nếu mà tặng rồi thì cứ giữ vậy hoài mà tặng, chứ đừng có tặng rồi lúc mà chinh phục được rồi là hết tặng. Hai nữa là sau này mà có gia đình rồi về nhà chồng nhà vợ gì đó, ok, cả nam lẫn nữ luôn đó, mình muốn tặng ok thì mình mới giữ theo lúc ban đầu mình làm đi, chứ đừng có mà lúc đầu lấy lòng rồi sau này ok là cứ quăng cục lơ ra vậy là không có được đó. Là cái chương trình thứ hai nữa là cái thứ hai nữa là vậy. À, mấy bà bên đây á, thì thấy là nói đàn ông á, mấy ông chồng tại sao qua cái nước văn minh này không có học hỏi những cái điều văn minh lịch sự của nước Mỹ, nhưng mà ngược lại mấy bà tại sao mấy bà không chịu học à, mà bắt mấy người đàn ông học không à, mà anh mà ơi, cái quan trọng nhất là hả, anh chứng tỏ anh là đàn ông anh chút đấy. Chứ anh cũng chắc lép từng ly từng tí vậy sao được. Họ đó, là đàn bà mình là đàn ông mà anh cũng bắt họ phải như mình. Tôi nói chưa hết câu cái. Okay, cái câu đó đã rõ rồi, bị anh ngừng nửa giây thôi. Chưa rõ. Nó chưa rõ, tại vì cái câu này nó còn khúc nữa. Rồi tôi nói hết luôn rồi anh nói. Mỗi lần tôi nói anh cứ nhảy vô là năm ra tôi bị cục hứng, hiểu không? No problem. Thì coi như là bây giờ là no, yeah, bây giờ tại sao mấy bà vợ được kia mấy ông qua đây học văn minh lịch sự. Mà tại sao mấy bà học văn minh lịch sự? Học cái gì? Văn minh cái gì? Đàn ông mà chấp đàn bà mà thấy rõ hai lần rồi mà chưa hết ý là sao? Bây giờ như vậy, tôi sẽ giữ anh trên điện thoại, lát sẽ trở lại tại cần phải ngừng để quảng cáo. Phe, đồng ý không? Rồi, ok. À, chúng tôi đang còn có anh Minh trên đường dây đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ, rồi. Mời anh Kiểm ra tiếp khách. Mời anh Minh tiếp tục câu chuyện của anh. Thưa anh, dạ. Thì tôi nói là cái ý của tôi là như vậy. Mấy người đàn bà bên đây, người đàn bà Việt Nam thôi, tôi không nói đàn bà mấy nước châu Á khác, ok, người Việt Nam mình thôi, tại sao kêu mấy người chồng qua bên cái thứ là học văn minh lịch sự, mà tại sao người đàn bà bên đây Việt Nam qua đây học không văn minh lịch sự? Tiền ai người lấy giữ đi, sao không sống thì cũng văn minh lịch sự người Mỹ đi đó, mà sao người chồng á làm bao nhiêu giờ lỏng mết mà không đưa là kiếm chuyện rồi hâm dọ rồi bỏ rồi đó thì sao đó, cái đó là như thế nào là điểm chính mà anh muốn trình bày đó phải không? Đúng, chính xác. Dạ vâng, rồi xong hết rồi phải không, hay anh còn thêm cái điểm nào rồi nữa mà anh complain nữa không? Anh nói dạ không, tôi không complain, nhưng mà ý là cái này là tôi là góp ý thôi đó. Thì ok, anh còn điểm nào muốn góp ý nữa không? Rồi đủ rồi, ok. Rồi tôi sẽ tôi sẽ không có đáp trả anh, tôi sẽ để cho khán thính giả góp ý với anh, nhưng mà tôi có cái ghi nhận như thế này. Qua cái phần anh tâm sự anh chia sẻ đó, tôi chỉ thấy rõ một điều trong đầu tôi nó hiện lên, anh là một người rất là cay đắng đàn bà. Nếu tôi nói sai tôi chịu trách nhiệm. Rồi, that's it. Thank you anh Hùng. Có không anh? không. Ôi đàn bà là những niềm đau. Không, đàn bà là cũng có đàn bà, đàn bà nọ không, cái này mà cái đề tài mình nói ra thì nó bao la lắm. Ví dụ cái người này ý này, người này ý kia, hay là gì đó, ý mình đó là chung chung là vậy thôi. Rồi chung chung là vậy, ok. Chứ anh không có cay đắng đàn bà tụi em đúng không anh? Không, tôi không cay đắng đàn bà. Đàn bà là ngọc ngà trắng sao mà đúng không anh? Đúng rồi, thì mình xui mình tập trung với con gái thôi. Bà nào xui gặp anh Hùng anh khó tính thì chết với anh. Bà anh Hùng. Dạ anh Hùng. Dạ. Anh Hùng anh nói vậy thôi chứ đâu có khó tính đâu. Anh Minh. Lộn người. Xin lỗi anh Minh. Dạ. Vâng. May quá anh Cường nhắc. Dạ. Mời một khán giả trên đường dây ạ. Alo. Dạ tắt giùm con cái tivi đi ạ. Alo. Tắt giùm con cái tivi đi ạ. Dạ được chưa, tắt đi mới nói chuyện được. Dạ tắt rồi. Rồi dạ. Mời cô. Cô nói đi cô. Dạ vẫn chưa tắt đúng không? Cứ đợi cái tivi trả lời thì nó lâu dạ, đó rồi. Rồi thì mới nói chuyện đi. Dạ tắt rồi mà sao này? Hello. Dạ, dạ nghe nói rõ đi rồi cô. Cô nói đi. Dạ ạ. Dạ đúng rồi. Phải tôi không ạ? Đúng dạ, tôi đúng luôn. Dạ thưa quý vị, tôi tên là để hỏi đẩy vậy không đúng. Nào bây giờ có đúng chưa?
con nghe cái tiếng của cô á, tiếng được tiếng mất và đề nghị có... bác như thế này, đề nghị chị Tường Minh mời thính giả khác trong khi chờ bác điều chỉnh lại cái hệ thống âm thanh nếu chúng ta còn có người chờ. Không có người chờ thành ra em mới chờ, em mới kiên nhẫn với bác vậy đó. Ok rồi rồi rồi, dạ ok. Hôm nay tôi gọi thì quý vị nói là không đúng. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, cô nói cô đi nói con. Đi. Dạ cô nói đi bây giờ quá trời dạ. Luôn. Dạ, bây giờ tôi nói quý vị nha. Thế từ nãy giờ thì các ông không à. Thì tôi không nói đến đàn bà mình nhiều. Nhưng mà đàn bà mình thu thiệt nhiều lắm ạ. Dạ. Tại vì tôi có một người bạn, không phải là cấp tướng, nhưng mà cũng cấp tá. Mà ông này thì ông ấy rất là nghiêm nghị, ông ấy ngoan lắm đối với gia đình, lúc nào cũng cấp chạy 100%. Hình như là bác vừa rồi, bác vừa mới gọi lần đầu mà nói cái chuyện cắm trại đó phải không bác? Cái nó sai đề tài bác ạ. Dạ. Nó sai đề tài. Dạ. Sòng phẳng trong tình yêu. Sòng phẳng trong tình yêu. Bây giờ cháu hỏi bác này, bây giờ bác ở cái tuổi này thì cũng cao niên rồi đấy. Bác có thích cái quan niệm là bác chờ cháu nói thật nhanh thôi và nói chậm để bác nghe rõ. Bác thích được người đàn ông mời bác đi ăn họ trả tiền, hay là bác mời người đàn ông đi ăn bác trả tiền cho ông ấy? Đó là đề tài ngày hôm nay. Dạ. Dạ, đề tài ngày nay thì tôi thích là người đàn bà trả. Tại sao? Người đàn bà trả rất là đúng đắn. Dạ. Tại sao? Nhưng mà đàn ông mà trả ra thì chỉ có mèo mỡ thôi. Bác lại nói theo cái chủ quan của bác rồi. Bác nhìn đâu ra cũng thấy đàn ông mèo mỡ hết, mèo mả gà đồng hết là sao? Từ chuyện ông tá, ông tướng, từ chuyện cắm trại 100%, có đứa con, hai đứa bằng tuổi. Bác cũng hận đàn ông à? Dạ, thì bây giờ đàn bà thì cũng ngang ngang nhưng mà hiếm lắm. Thì bây giờ đó, bà vợ bé đó thì 6 đứa con. Có bà. Thôi chịu thua bác ơi. Dạ, con xin lỗi bác, con cố gắng hết sức rồi. Dạ. Rất cố gắng với bác luôn. Dạ, nhưng mà thôi. Tại vì nó hơi đi xa qua khỏi đúng cái rồi. Đề tài. Dạ. Đành phải xin lỗi bác. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560. Bác gọi vô thính giả của Tường Minh hơi hoang mang. Không biết là hôm nay nói về cái gì đúng không ạ? Đề tài hôm nay là sòng phẳng trong tình yêu theo quan niệm sống của bọn trẻ bây giờ. Dạ, giới trẻ bây giờ. Dạ. Sòng phẳng cũng có cái hay. Hay quá đi chứ. Trên thực tế mà nói, nhưng mà tôi không có can đảm. Tí dụ tôi ở trong cái lứa tuổi trai trai đó mà tôi đang o một cái em sinh viên, nữ sinh viên nào đó trong đồng lứa tôi đi. Em, hôm nay mình đi ăn mạnh ai người ấy trả nha. Có anh nào, sinh viên nào có đủ can đảm nói ra cái điều đó anh khi ơi, mà đang đi tán đào không? Tại no vì, way. Tại vì rau muống nó thấm sâu vô máu của anh rồi. Dạ. What? Còn ở bên này hình như tụi nó không có phải nói ra đâu, nó đương nhiên nó hiểu ngầm phải không? Khi mà nó đi ăn nó đương nhiên nó hiểu ngầm là mạnh ai nó trả chứ. Việt Nam mi của mình là không có phải đặt vấn đề ra như vậy. Tức là ý bài chủ nói là bất kỳ khách sáo, tụi tôi khách sáo đó phải không? Mời mấy anh Bắc Kỳ gọi vô giải thích cho bà. Em chưa có nói chữ nào là Bắc Kỳ đấy. Anh đừng có lấy chữ chứ bỏ vô miệng nghe. Tại sao có rau muống ở đây? Em cũng đi ra ăn rau muống thường xuyên. Nó muốn xào tỏi con lắm anh à. Em nói anh là Việt Nam quá rồi. Thành okay. ra cái tính của Việt Nam của mình á là nó thấm từ, vô trong máu rồi. Thấm vô trong máu rồi. Thành thử ra em không dám nói là anh ăn nước mắm nhiều quá. Tại em biết anh không có ăn nước mắm. Thành em đổi đó là rau muống. Thành thử ra đúng rồi, bây giờ hả anh Cửa nói chứ đã cụ nghinh tân đi. Dạ, bây giờ thấy cái mới cũng hay hay đó. Dạ. Cũng được đúng không? Đúng. Chúng tôi mời một tác giả tiếp theo ạ. Xin chào. Dạ. Chào em gái. Sao mà tấn công anh bụng kiện dữ vậy? Còn chê em là bất kỳ khách sáo đó chị. Chị Minh em tiếng coi. Dạ em chào chị Hoàng Hạnh. Đúng rồi bác. Đây là bất kỳ luôn anh. Nhà là bất kỳ hết á. Nhưng mà tại Hạnh là xin là không có nghe. Minh không có nói cái chữ nào là bất kỳ trong đây hết nghe. Anh Vũ Kiểm anh đặt chuyện đó. Vậy thì tấn công ảnh quá luôn. Không có còn kịp đỡ nữa. Ok hai cái trong cái vấn đề mà sòng phẳng ở đây thì Hạnh thấy như vậy. Nếu như mà khi mà chúng ta là
chưa bồ bịch với nhau đó, thì thật ra là trong tình yêu cũng vậy, thường thường mà trong tình yêu nó sòng phẳng quá thì tự nhiên nó hết rồi, nó tự nhiên nó không thấy đẹp nữa, đúng không? Tại vì rất có nhiều chuyện để kể cho quý vị nghe. Có một người giống như là học trò của Hạnh mà sòng phẳng nha, đã là vợ chồng rồi mà cái như vậy thì Trần Minh với anh Tuổi Kiểm với chị gì chị Loan thử nghĩ như thế nào. Cô bé của vô cũng mới kể chuyện với lại Hạnh. Cô nói cô ơi, mỗi lần con đi ăn á, thì là em đi ăn á, với anh xã em á, thì em trả tiền mà ông xã anh trả tiền tiếp. Anh trả tiền tiếp. Thì đến khi cái Hạnh mới nghĩ ủa sao kỳ sao lạ vậy, tại sao mà em không tại sao mà em phải trả tiền ăn mà ông xã trả tiền tiếp mà không ngược lại hoặc như thế nào đó. Thì nói dạ không cô ơi, là tại vì em thích đi ăn, vì thế là em cứ phải trả tiền ăn thôi, mà ông xã em ông cứ trả tiền tiếp thôi. Thì trong cái như vậy thì tụi mình nghĩ sao? Đứa nào cái đó là cũng Việt Nam luôn á, ai rủ người đó trả đó. Đúng rồi, ai rủ người đó trả. Ai rủ người đó trả. Cuối cùng cái Hạnh mới hỏi vô học trò nói tại sao em phải làm vậy. Nói không vô, tại vì khó như là em thích ăn. Em thích ăn, em mới biết những cái tiệc Mỹ, nên là em rủ ổng. Em rủ ổng, thành ra ổng nói thì ổng không có trả. Ổng sòng phẳng rất là hoang hoàng, ổng nói ổng không có trả. Thì thế là em phải trả, mà ổng chỉ trả tiền tiếp thôi. Cái xong thì cô nói như cô thì khác á, cô mà gặp cái người như vậy thì chắc cô cho đi đâu rồi. Nó có đâu chị. Dạ cho ổng ở nhà ăn mì gói đi chị. Dạ mình rủ bạn mình đi ăn rồi mình share tiền với bạn mình trả có một phần không đi ăn thì bạn có hai cái gác gì nè. Ví dụ như nếu mà Dạnh mời tụi mình, hôm nay Dạnh mời thì Dạnh sẽ trả. Còn ví dụ như mình rủ nhau thôi, mình nói hôm nay đi ăn cho vui nha, ba đứa bốn đứa đi ăn thì mặc đứa nào nó trả cũng được, đó. Hoặc là làm như này mình lấy cái bill xong mình không có trả mỗi đứa thì nó kỳ á, tại người Việt Nam mà không có đứng khách hàng giống như là Mỹ. Nhưng mà Hạnh hay như vậy, ví dụ như lấy cái bill xong thì chia đều, ví dụ như vậy, cái bill đó nó thành 50 đồng đi thôi, bốn người ăn người 10 đồng đi. Dạ thì mỗi người trả luôn cả mười mấy đồng với tiền tiếp rồi. Ý Tường Minh biết cái chuyện bạn bè rồi, nhưng mà ý nói là gặp ông chồng vậy đó. Thôi để cho ông nhà ăn mì gói đi, mình rủ bạn mình đi ăn. Trả một phần thôi. Trả một phần thôi, còn trả cho ông. Khe vậy là Tiền Minh, ý Tiền Minh rất là giúp đúng rồi. Em muốn đi ăn cái tiệm đó quá, anh không thích hả? Vậy thôi anh ở nhà nha, có cơm nguội kìa, ăn đỡ đi nha. Em ra tiệm đó em ăn vài bữa không đi theo à? Nhưng mà ý không, Hạnh hỏi cuối cùng nè. Tiền Minh muốn ông trả tiền hay Tiền Minh phải trả tiền giống như cô học trò của Hoàng Hạnh? Tiền của vợ là tiền của chồng mà nhỉ? Nhưng mà ông Vinh tính vậy đó. Vậy là cái người này hai người xài tiền riêng rồi. Cao riêng rồi. Cao riêng hả? Rồi cao riêng là nói chung mình thích đi ăn, nhưng mà mình thích luôn cả người chồng trả tiền luôn đúng không? Dạ, em thích vui không? Em thích ăn cao chung. Tiền của chồng công vợ. Dạ, chồng chung đi cho nó chắc. Rồi, vậy ta còn anh Vũ Kiểm thì là lịch sự nhã nhặn hơn. Người Bắc mà thì thường thường rất là khéo. Không cần Bắc cũng không cần khéo. Cái đó là cái đức tính của người đàn ông. Đàn ông được tiếng là ga lăng, phải hành xử như là đàn ông. Chị ơi, người ta khách sáo lắm, người ta nói vậy chứ chưa chắc gì là vậy đâu nghe chị nha. Dạ, nói nghe ngọt vậy đó. Mà biết có phải vậy không? Mà ông xã cửa học con trò em, ông là giáo sư đại học luôn á, thì ông làm vậy thì anh Vũ Kiểm nghĩ sao? Ông làm chi rứa thì đó, này cậu nói đó, cô đó thích đi ăn thì cô đó trả tiền tiếp thôi, ông không có trả tiền kia, ông không có trả tiền ăn mà trả tiền tiếp thôi. Chồng của chị hả? Chồng của chị kia, học trò của chị Hà. Tưởng... nói mãi mà trả thủng. tưởng là chồng của chị Hạnh thì tôi có cái câu khuyên rất dễ và nói một lúc vui vẻ thì ông cũng cười khì, anh đi chết đi, mất mặt KBC quá. Dạ, vâng, mất rồi, mặt hả? Bầu cua anh cũng khuyên học trò anh cũng khuyên học trò hết là vậy rồi, thôi chúc các rồi, cảm ơn chị Hạnh. Dạ, cảm ơn chị Hạnh. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Xin chào
Alo, Ola. Dạ, mời một thính giả tiếp theo ạ. Mời quý vị lên tiếng đi ạ, thời gian còn ít lắm. Dạ. Dạ, chào cả nhà, chào dạ. Phê sáng. Chào chị. Chào cả nhà, chào phê sáng. Dạ. Dạ, à, mình lần đầu tiên mình coi TV, mình thấy cái đài này mình rất là vui. Mạnh dạng mà gọi lại để tham gia cùng anh chị trên đài. Dạ. Rồi, chị có ý kiến sao về cái vụ mà sòng phẳng trong tài chính của hai người yêu nhau này không chị? Trời ơi, em chị nói, chắc chị lớn tuổi hơn em. Dạ. Chị nói đi chị. Mà nhiều khi chị thấy là chị bị lép chứ chị không có sòng phẳng. Dạ. Chị bao không hả chị? Hả? Chị không phải chị bao mà chị nói em nghe là chị là cái người cũng như gia đình là ông xã mất sớm. Dạ. Rồi là chị rất yêu mái ấm gia đình, cũng muốn tìm một người bạn đồng hành. Dạ. Nhưng mà hình như là mình hết duyên hết nợ rồi, cái kiểu mà gặp được một cái người mà để yêu thương mình thì không có em ơi. Ở Mỹ này có tìm được một cái người thật sự yêu thương mình nó hiếm. Dạ. Chưa phải duyên thôi, chưa đến lúc thôi à. Chị nói em nghe là nhiều khi cái duyên nợ nó phải đồng hành, phải hợp với nhau mới có hạnh phúc. Dạ, ok chị. Người nào mà có duyên với chị là người đó hạnh phúc lắm, và tại vì chị yêu mái ấm gia đình. Dạ, chị cho số điện thoại đi chị. Làm nhịp cầu tình yêu. Chị nói em nghe nè, chị không có cần tiền bạc nhưng mà chị cần người đàn ông có tư cách. Dạ. Có tư cách là sao chị? Là coi như là đi ăn với mình phải trả tiền đúng không? À, cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ thôi, cái tư cách là đúng nghĩa thằng đàn ông không phải bủn xỉn cái kiểu mà ích kỷ nhỏ mọn, em hiểu không? Dạ. Dạ. Cái chuyện trả tiền á thì chị trả cũng được. Đó là người đàn ông trả, không? Người đàn ông trả. Vậy đó. Ví dụ người ta trả hai lần thì chị nhột nhột chị cũng trả một lần. Chị có nhột nhột. Người ta trả hoài em biết không? Yeah. Anh ta trả hai lần chị mới nhột nhột, chị trả một lần là có lời rồi. Thì cũng có lời nhưng mà cái lời á, ví dụ người ta dẫn chị ăn cơm bụi đời thì chị lâu lâu hai lần thì chị dẫn người ta đi ăn bún vịt thanh đa. người ta dẫn chị đi ăn cơm bà Tư á. Dạ. Thì chị đang cơm gà hiếu sinh đúng không? Chị thì lâu lâu chị vẫn đi ăn bún măng vịt hoặc là bún mắm của quán chị tôi, à, nhà tôi gì đó. Dạ. Dạ. Tại vì đúng là mình phải thông cảm cái người bạn mình á, người ta hoàn cảnh người ta không có tiền thì người ta vừa cái túi tiền để mà người ta bao mình vậy thôi. Dạ. Mình muốn ăn ngon thì mình dẫn đi chỗ khác, là cái đó là mình thị nguyện chứ ta đâu bắt buộc. Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất là hay. Dạ. Hy vọng chị tìm lại được một nửa của mình nha. Hy vọng là vậy, nhưng mà chị nghĩ chắc hết nợ rồi em ơi. Hết nợ. Không biết đâu nhớ báo nha chị. Dạ, 70 chứ gọi là già. Hôm bữa có cái đám cưới ở bên nhà thờ San Francisco Sale kìa, 70 mấy tuổi người ta còn lấy nhau kìa. Dạ. Chứ biết được đâu. Mai mốt mà chị có đám cưới chị mời em nha. Mời dạ. Cả đài nha. Chị mời cả đài luôn hả chị? Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn chị okay. Nha. Dạ. Chúc cả nhà vui dạ. Vẻ. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Còn mời được thính giả cuối cùng được không anh? Dạ. Hết giờ rồi hả? Xin lỗi quý vị nha. Không ngờ được ai nữa hết rồi. À, bây giờ túng lại lần sau đây chị Loan. À, cái đề tài này của mình á, 80% giới trẻ là người ta thích như vậy, mà rất tiếc á, là bữa nay giới trẻ không có nghe được để mà có ý kiến, thành ra toàn là giới già nói không à. Thành ra như vậy nó cũng mình cũng chưa có đi vô được cái thực tế của các bạn trẻ hiện nay, thành ra mình cũng thôi giờ nói, không ráp được. Nói túm lại với chị á, là cho em được nói là nếu như mà tình cảm thì là tình cảm, để cái chuyện tài chánh, chuyện ăn uống, chuyện tiền bạc nó đi qua một bên đi. Chia hay là không chia, anh trả hay là em trả, cái đó nó nằm riêng ra đi, thì cái tình cảm nó sẽ vui hơn. Còn thí dụ như là đã yêu nhau rồi thì
em là em yêu là em chơi hết mình là có nhiêu bao hết. Hết tiền thôi khỏi bao nữa. Rồi từ mình rác rồi. Dạ. Cho nó xong. Tôi rồi, tôn quên. Trọng cái cách sống của các bạn trẻ thời nay ở Mỹ. Vô cùng, nhưng mà tôi tôn trọng thôi, nhưng mà tôi chống, tại vì tôi cho cái đó là cái sự ích kỷ và nó sẽ không có healthy, không có lành mạnh trong cái môi trường tình yêu của hai người về sau. Dạ, dẹp đụng vô tiền bạc nhức đầu quá ha. Đúng. Khó quá. Tình là tình đi, mà tiền là tiền, chứ tình tiền lẫn lộn là sẽ mất hạnh phúc. Là tù á. Tình tiền lẫn lộn là tù tội hả? Là tan tác hả? Là tan tác. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Bích Loan, Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin chúc cho quý vị có một ngày thật là vui vẻ, bình an. Hẹn gặp lại trong những lần sau. Xin kính chào tạm biệt. Good morning, sunshine.